Hello anh em, chào mừng em trở lại với kênh của Thiện Harley. Và hôm nay là giữa tháng 10. Hôm nay Thiện sẽ làm một cái video cập nhật giá xe mới nhất, xe cũ, xe lướt và các ưu đãi hủy diệt trước thềm Motor Show 2024 sẽ diễn ra tại SECC 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7 nha anh em. Ok, thì trước khi vào trong showroom thì như thường lệ thì sẽ giới thiệu cho anh em dàn xe bán. Đó, đang chuẩn bị đăng bán. Đây là dàn xe của công ty nè anh em. Đây, đây là chiếc Streetlight ST nha anh em. Thì option đồ chơi như hình, như xe. Thiện sẽ làm một cái chi tiết review kỹ cho anh em xe này. Bây giờ Thiện chỉ thông báo là xe này có bán và giá thì liên hệ Thiện ha. Rồi, Breakout 2023. Họ anh em nào tìm kiếm một chiếc Breakout mẫu mới, form mới, giá tốt. Đây, chiếc này ha. Rồi, và qua đây. Hai chiếc này thì mới quá, không bán anh em ha. Có xe mới trong showroom thôi. Nhưng mà nếu mà anh em thích quá thì bán luôn. Đó, thích thì bán luôn. Nói chung là cái gì là cũng bán được hết. Không chỉ mà riêng những cái xe mới 24 này, mà đây là một chiếc xe giá rất là tốt, 399 triệu dành cho chiếc xe ADV Pan America. Tất cả những chiếc xe mà của công ty á, tuy nó là date tùy vào như là 22, 23, nhưng mà anh em mua là sẽ được bảo hành 2 năm, reset lại từ đầu. Ví dụ như anh em mua 24 này đi thì là coi như là 26 mới hết bảo hành. Và đặc biệt á là nó có một cái là dễ, đó chính là công ty xuất hóa đơn luôn, anh em khỏi phải là kia mua bán ký công chứng. Ok anh ha. Rồi, bây giờ vô showroom coi ha anh em ha. Ok, mình cùng vào trong tìm hiểu thử coi nha anh em. Rồi. Hiện giờ thì ở ngoài cũng mưa. Thì đây cũng đang giữa tuần, anh em lu bu trời mưa, cho nên á Thiện càng có lý do để quay những cái dạng video như thế này hơn cho anh em, cho mọi người. Vì sao? Ở xa nè, trời mưa nè, khó lại showroom xem trực tiếp. Hiện giờ thì trong tháng này cũng rất là nhiều anh em coi qua cái kênh YouTube của Thiện, TikTok hay là trên Facebook, liên hệ trực tiếp chốt xe luôn, Thiện giao xe tới tận nhà, đỡ phải lên trên showroom coi. Bởi vì tất cả những chiếc xe gì anh em muốn tìm hiểu, Thiện đã đều làm video và chi tiết cho anh em. Còn nếu anh em nào mà thích xe nào quá, muốn tìm hiểu thật sự thì cứ nhắn tin riêng cho Thiện ha. Số điện thoại thì Thiện để lại ở trên, ở dưới màn hình chứ, bên góc này hay góc này Thiện quên rồi, nhưng mà là 0902 474677. Ok anh em ha. Rồi đây, khi mà trước khi vào showroom á thì lúc nào Thiện cũng nói anh em ở cái khu vực này, đây là những cái khu vực mà để những chiếc xe cọp xịn. Nhưng mà hôm nay thì xe nó không phải là xe bự, nhưng mà là những chiếc xe ưu đãi cực kỳ tốt anh em ha. Thì cũng đã nói với anh em rồi, thứ nhất có những cái yếu tố sau đây cấu thành nên cái giá xe Harley bây giờ đang rất là tốt, và đây là cái thời điểm tốt nhất, thời điểm vàng để anh em có thể sở hữu xe Harley. Vì sao? Thứ nhất, sắp hết năm 2024, những mẫu 2023 giá hủy diệt, 24 giá cũng ok luôn. Bây giờ bắt đầu có áp dụng ưu đãi voucher và giảm tiền mặt cho những một số mẫu xe 24 nhất định anh em ha. Và chưa kể nữa là thềm Motor Show. Motor Show là nơi sẽ diễn ra những cái pha giá siêu khủng lắm luôn anh em. Có nghĩa là anh em chỉ cần ghé qua gặp trực tiếp Thiện tại Motor Show hoặc alo liên hệ trước Thiện là có cái giá quý gì. Không có nghĩa là bây giờ anh em mua xe nó không có giá quý gì, có nghĩa là nó đang chuẩn bị nhấp nhém có những cái giá cực kỳ là hot. Cho nên là anh em cứ thích xe nào, ngắm được xe nào thì cứ alo trực tiếp cho Thiện nha. Rồi đây, và cái cuối cùng nữa đó là cái gì anh em, đó chính là thật sự ra hiện giờ Harley đang trợ giá quá tốt, kích cầu anh em ha. Như cái mẫu Fastbox này đi, Fastbox này là mẫu 2023 màu red light red. Camera ơi, quay gần đây nè, đó, coi cái giá đây, 809 triệu, màu ray hay. Còn hai chiếc 2023 màu xám lông chuột và màu này đều 809, mà hiện giờ anh em nhìn cái giá giảm giá nè, ok ha, 90 triệu. Nhưng mà bật mí nhỏ hơn anh em nha, anh em có thể được giảm giá hơn chút xíu nữa nếu mà trực tiếp ghé qua showroom hoặc liên hệ trực tiếp cho Thiện, đảm bảo giá tốt anh em ha. Là anh em có thể là thích xe nào, mình đang tầm kinh tế mình nhiều đó là mình chơi được luôn. Thật sự ra bây giờ xe 23 so với lại xe đã lướt ở ngoài thị trường nó không chênh lệch nhiều, xe mới nha. Đó, rồi chiếc này Spotlight, mẫu xe mini touring của Harley Davidson, 809 triệu, màu đen anh em ha. Hôm nay là màu
Vivid Black Delete cho nên nó 809. Thì cái màu Delete á nó khác với lại cái màu đen chút xíu. Nó ở trên bình xăng nó vẫn là màu đen. Nhưng mà cái ở đây nè, camera quay lại đây nè. Ở ngay cái thùng của nó là bóng, đen bóng chứ không phải đen nhám. Màu Vivid Black thì là đen nhám. Đó, nó khác nhau như đó và hơn nhau 10 triệu. Và xe này cũng đang có ưu đãi nè anh em. Giá nó cứng quá cho nên là không có lấy ra được. Thôi camera quay qua đây giùm coi luôn đi, chứ tháo ra không được, cứng quá. Rồi, 100 triệu, ok ha. Có nghĩa là câu chuyện trở lại là 709 chai và 699 cho màu đen kia. Tuyệt vời anh em ơi, quá tuyệt vời. Rồi, bên đây, góc này đi. Thiện thường là quay cái góc bên đây, xong rồi quay góc bên đây. Thì hai mẫu xe này thì cũng chắc anh em mà theo dõi kênh của Thiện nhiều quá cũng đã biết rồi ha. Sporter S màu này là màu satin blue ha, màu da cá mập đó anh em biết á, là cái màu này thì nó cũng chắc truyền cảm hứng, lấy cảm hứng từ bài Baby Shark á. Baby Shark tu 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 tu, Baby Shark tu tu. Nếu anh em nào mà có con nhỏ là chắc chắn á, Thiện hứa là sẽ mở video đó coi. Và hiện giờ cái video đó ở trên YouTube là tới 15 tỷ lượt xem rồi đó. Thì anh em thấy là cái sức ảnh hưởng của nó, thì Thiện nó vui vậy thôi. Không biết, thật sự ra chưa bao giờ mà thấy được cái con cá mập ở ngoài, có thấy trong thủy cung nhưng mà đâu có được sờ hay là chạm vô và nhìn kỹ cái màu da đâu. Thì thật ra có nghiên cứu ở trên mạng thì đây là cái màu da cá mập nè, cũng lạ, cũng đẹp. Và xe là 669 triệu anh em ha, giảm 70 triệu cho anh em ha. 70 triệu và có voucher nhẹ tặng anh em nếu anh em nào chốt liền trong tháng này. Rồi, đây là Nightster. Đây là Nightster mà phiên bản 2023 anh em ha. 22 thì bây giờ hết hàng rồi. 23 thì hiện giờ giá đang là 579 triệu anh em ha. Và ưu đãi cho anh em là 80 chai. Ok, và có tặng voucher nữa. Thì chi tiết như thế nào anh em cứ liên hệ trực tiếp với Thiện ha. Đó, hiện giờ xe này và xe đó là hai mẫu xe bắt đầu để anh em chơi. Nhưng mà thật sự ra theo Thiện thấy nha, bắt đầu mới hay không mới thì bây giờ chơi Shoptel hay là chơi cái này nó không quan trọng nữa. Dòng Sporter hay là dòng Shoptel không quan trọng. Tại vì bây giờ cái giá Shoptel có những chiếc xe nó gần như là bằng với lại cái giá của xe Sporter. Và dòng đã bắt đầu ban đầu chơi thì lát nữa thì sẽ quay cho anh em một số mẫu nha. Rồi ok, bây giờ quay cặp đôi hoàn hảo đó đi. Đây là cặp đôi hoàn hảo của Harley Davidson. Đây là cặp đôi xe mà khi anh em bước vào trong showroom á thì anh em sẽ bị hút hồn. Nó sẽ bị mê hoặc bởi cái vẻ đẹp của nó. Giống như Thiện hồi xưa, Thiện khi mà Thiện mới vào làm thì đây là hai cái mẫu mà Thiện cảm nhận được rõ rệt nhất. Đây anh em đi, nhìn đây, Breakout 117 2024 màu Bluebird. Ok, camera hãy đi một vòng quay từ trên xuống dưới, từ cái phần bánh cái phần lốp đây nè. Lốp sau này là cái mà anh em mê nhất của hai cái dòng xe này, đó chính là lốp to 240mm bánh béo. Thì cái lốp này á, khi mà anh em á chơi độ chờ cái bát biển số này qua bên đây, nó lộ nguyên một cái phần mông sexy đó. Thì thật sự ra thì có những câu nói là vui vẻ là đàn ông thích mông rất là thông minh ha. Thì nói chung cái đây là lựa chọn cũng thông minh khi mà mình chơi cái dòng Shoptel dạng. Thật sự ra thì cái xe này á, giá trị của nó cũng khá là cao anh em ha, 969 triệu cho chiếc Breakout này. Và hiện giờ thì do là hai mẫu xe này đang đương bán có doanh số rất là tốt nên nó cũng chỉ tặng voucher nhẹ thôi chứ không giảm giá trực tiếp, vì đó là 2024. Quay lại câu chuyện tại sao anh em hỏi là tại sao 24 mà nó không giảm nhiều. Giống như câu chuyện thì hay nói với anh em, đó là chiếc iPhone 15 xài lúc mới ra đâu có giảm giá. iPhone 16 ra nó đắt quá giờ đắt luôn, thì iPhone 15 mới giảm giá chứ 16 nó không giảm giá. Cho dù ví dụ như anh em có quen biết chút xíu thì giá nó hơi tốt chút xíu thôi, bởi vì sao, giá trị của nó mà. Ok, nó chưa có khấu hao. Thì đồng ý là về gần về cuối năm rồi, những cái mẫu 24 này nó cũng sẽ có giảm giá nhưng rất là ít, cho nên anh em cứ liên hệ trực tiếp Thiện ha. Còn đây là cái chiếc xe Red Rock Fat Boy 909 triệu anh em ha. Đó, thì hiện giờ thì Fat Boy á, nó sẽ cái giá của nó không có nhỉnh bằng như là Breakout. Bởi vì sao? Bởi vì Breakout hiện giờ là nó upgrade lên nhiều, cái máy, cái form, cái chrome nó có đẹp hơn cho nên nó đắt hơn chút xíu. Rồi, chiếc xe này đặc biệt nè anh em, dành cho những anh em nào đam mê West Coast style, club style, trẻ trung, phong cách. Một chiếc xe toàn diện trong phân khúc Shoptel. Một chiếc xe mà theo Thiện thấy có đầy đủ hội tụ, đầy đủ các yếu tố cho anh em chơi xe Harley Davidson. Mới chơi cũng được,
chơi lâu cũng ok. Fairing trước rất tốt, cản gió, gắn được thêm loa Rockford Fosgate ở đây. Hai thùng có thể tháo lắp như Sportline. Đây là ST nha, lâu đời là ST. Mà phiên bản màu này rất đặc biệt, đây là phiên bản màu Fashioni ha, Fashioni 859 triệu. À, xe này đang ưu đãi dữ lắm, anh em liên hệ trực tiếp hiện nha. Ưu đãi là bật mí cho anh em thích cái dòng xe này, ưu đãi rất là tốt, cho nên cứ liên hệ trực tiếp cho Thiện ha. Rồi, Fashioni là gì? Để Thiện nói sơ lại cho anh em một chút xíu. Fashioni là Sony, là cái tên của chú heo linh vật của đội đua Wrecking Ball vào những năm 1920, khi mà đua giống như giải đua King of Packer bây giờ, giống như Kai Wyman đua vậy đó. Thì tay đua là Ray Wisha, khi anh ấy chiến thắng ở trên đường đua thì anh ấy để chú heo Johnny lên trên cái bình xăng và đi diễu hành ăn mừng, chứ không phải là đặt chú heo lên bàn nhậu nha anh em. Đặt chú heo lên bình xăng để đi diễu hành ăn mừng, chứ không phải là ăn mừng chú heo trên bàn nhậu. Cho nên là cái tên Hog, hiện giờ H-O-G, nó cũng là cái chữ truyền cảm hứng từ đó. Hog là một con lợn rừng, thì H-O-G nó viết tắt của chữ Harley Owner Group đó. Và nếu như camera ơi, đưa cái camera luôn đây để quay cho khán giả mình thấy bên đây. Đây đây, anh thấy chú heo không? Chú heo Johnny đó, là như vậy ha. Rồi đó, cho nên là rất là ok, rất đặc biệt. Rồi không sao anh em ha. Cho dù là có khách hàng thì cũng sẽ thấy là bây giờ showroom cũng đang rất là bận rộn chút xíu. Có khách ra khách vô, vẫn nhu cầu anh em mua bán vẫn rất là ok, ổn. Rồi đây là ba chiếc xe, chiếc này thì mới bán vừa ra Hà Nội rồi, cuối cùng thì cây mai lớn này cũng có khách hàng chốt xe rất là ok. Rồi đây, đây là chiếc xe mà Thiện nói cho anh em á, tại sao nó còn tốt ngang ngửa một chiếc xe Sporter Softail Standard 679 triệu làm giá cho anh em 5x triệu luôn, hứa chắc chắn luôn 5x triệu luôn cho anh em chơi. Softail Standard thì nó giống như một chiếc street pop, nhưng mà máy chrome ha. Ở đầu máy đây là satin nè, chrome satin rum mà anh em ha. Ở đây thì yên là yên solo, nhưng mà được cái máy chrome và cái cục máy của nó là 107 CI 1745 cc, dáng ngồi đẹp nha. Đó rồi, trở lại câu chuyện này muôn thở, đó chính là ôi em ơi, sao cái ghi đông nó xấu như vậy, ngồi dậy mỏi nách không, ngồi dậy sao chạy. Ok, vẻ đẹp trong mắt mọi người, nhưng mà về cảm nhận chạy thì chiếc xe này thật sự ra khi mà anh em để cái ghi đông này lên á, chạy nó sẽ vô form. Có thể anh em muốn đổi qua cái ghi đông ngang này, anh em vẫn đổi được ha anh em ha, không vấn đề gì hết. Đây là một chiếc xe có tính cá nhân hóa rất cao của Harley Davidson, cho nên là cái chuyện ghi đông nó chỉ là vấn đề nhỏ thôi, quan trọng anh em thích style nào, đi style này cũng được, đi style cao cũng được, miễn là thấy phù hợp với mình ha. Nhưng mà Thiện lên cái xe này là Thiện chỉ thích cái ghi đông cao này thôi, chạy ngồi rất thoải mái luôn anh em ha. Rồi ok, camera quay qua đây xíu, đây quay qua đây. Đây Linh tưởng đó là Thiện review xong rồi, mà nãy giờ Linh đang quá trời chuyện mà review vẫn chưa xong. Đây là Linh Harley, và hiện giờ kênh đây là một trong những kênh YouTube phát triển mạnh nhất, nhanh nhất của team Harley Davidson. Đó. Và cái lượng view một ngày cũng gần như ngang ngửa Thiện. Không biết là mấy anh là do thích xe hay thích Linh nha, nhưng mà em thấy hơi buồn, cho nên là có gì nói vui vậy thôi. Chứ anh em cứ qua, cứ qua ủng hộ cho kênh của Linh. Linh có mấy content rất là hay và nói chuyện rất là cuốn, báo giá xe có gì ủng hộ Linh hoặc Thiện nha. Ok anh em, rồi bye bye Linh nha. Rồi hiện giờ thì đây là chiếc CVO Streetline. Chiếc này bán rồi không nói nữa. Đúng rồi, CVO Streetline này nó vẫn còn một xe, nếu anh em nào quan tâm nhu cầu vẫn còn nha. Đây 2 tỷ 359 triệu anh em ha, 2 tỷ 359 triệu vẫn còn. Rồi hai chiếc xe mà touring giá tốt hiện giờ thì muốn giới thiệu cho anh em, đó chính là chiếc xe Roadline ST cũng phát Sony, thì cũng là cái câu chuyện chú heo như hồi nãy. Anh em thấy cái tem màu đúng không? Đây là ST thì máy 117, 1 tỷ 389 triệu anh em ha. Bỏ số 3 đi, lấy số 3 quăng đi, lấy số 3 quăng đi chỗ khác. Đó thì bật mí cho anh em, ưu đãi lên tới hơn 150 triệu lần. Anh em cứ đừng nghĩ tới số 3 nữa, là giá tốt, tại vì xe 2023 mà. Anh em nào có nhu cầu chơi vòng này vẫn ok ha. Nè anh em thấy không, 150 triệu ha. Còn đây là Roadline máy chrome, anh em coi nè. Đó ha, 1 tỷ 209 triệu. Hôm bữa cái bảng giá là 1 tỷ 239 triệu, đó là hơi sai nhầm giá xíu. Đây là
xe máy Chrome 1.209 tỷ và ưu đãi lên tới 150 triệu nữa, thì anh em nghĩ đi, cái giá cầm tỷ mốt lăn bánh là có thể xảy ra nha. Một chiếc xe rất đẹp và hiếm nữa anh em ha. Máy Chrome ở trên Touring đó là siêu hiếm, rất khó gặp. Ở trên Shoptel thì quá bình thường, mà đặc biệt ở trên chiếc Roadline. Roadline là một dòng xe nó cái form nó hơi hiện đại mà lại được sở hữu máy Chrome nữa thì thật sự rất là hiếm. Anh em chạy chiếc này có như giống như là thì nói vui là giống như anh em chạy CVO vậy đó ha. Tất cả các chi tiết Chrome rất là đẹp. Đó. Rồi, qua chiếc này. Oh. Đây thật sự với chia sẻ với anh em, đây là một chiếc xe mà Thiện rất rất là muốn có một khách hàng sở hữu chiếc xe này. Đây là một chiếc xe đỉnh cao, siêu siêu cao cấp luôn của chiếc xe của Harley Davidson, đó chính là chiếc CVO Roadline ST do Taido Kylie Wyman cùng với lại cái đội ngũ Harley Davidson thiết kế, mang trực tiếp cái form này từ trường đua ra luôn anh em ha. Và anh em nghĩ đây là một chiếc xe performance, xe hiệu suất cao, máy 121, không phải là VVT bình thường đâu nha anh em ơi, không phải như trên CVO đâu, mà là máy 2 output 127 HP, 127 mã lực, và cái Newton của nó là 193 Newton trên mét cho một chiếc xe. Và cái xe này thì nó nhẹ hơn rất rất nhiều so với những chiếc CVO khác, lên tới 15-16 kg lận, quá kinh khủng anh em. Đó cho nên là được trang bị luôn cả là phuộc sô qua luôn anh em. Nè anh em thấy không, được trang bị phuộc sô qua luôn, rất là ok. Có cái logo Harley Davidson nè, cái xích cao đằng sau này là carbon, yếm là xe là carbon, và có cái logo kỷ niệm 25 năm CVO từ năm 1999 cho tới 2024. Nói chung là nhiều anh em hỏi là ủa sao CVO mà lại chỉ có hai loa, không phải là bốn loa, thì thật sự là chiếc xe này chiếc xe performance đua mà, đâu cần loa sao để nghe làm gì, và cũng không cần để có thêm tăng những cái trọng lượng cân nặng cần thiết. Dè nó cũng cắt ngắn luôn nè anh em, nó tối ưu luôn, cắt ngắn cái dè luôn nè, dè carbon nè, thấy chưa. Rồi chống đổ này, chống đổ ngang nè, nó nhẹ hơn chống đổ khung nè, bàn để chân nhỏ hơn nè, đó cho thấy rằng chiếc xe này là một chiếc xe dành cho những anh em cá tính, chất chơi và có điều kiện ha. Rồi qua đây đi, qua đây đi, rồi xong rồi mình qua bên khu vực bên kia ha, vẫn còn một khu vực bên kia. Rồi đây là chiếc Sweetbox cây mai vàng. Nếu như anh em nào mà có nhu cầu thật sự thích sở hữu một cái xe màu xe độc nhất hiện giờ, Sweetbox với giá là 739 triệu, hiện giờ đang có ưu đãi chỉ còn 609 triệu thôi. Đó, đây là một chiếc xe rất là ok. Và đây, đây là một chiếc xe đã qua sử dụng rồi nè, Heritage Classic 2020, 570 triệu, chạy chỉ mới có 6.189 cây, có chống đổ đó. Thì đây là một chiếc xe hồi xưa lăn bánh cũng cả gần hơn 900, mà bây giờ bán trong 570 thì quá ok ha. Nhưng mà đây mới là siêu phẩm nè, đây mới là siêu phẩm, siêu can, siêu lướt. Breaker 117/2024 màu Bluebird năm nay luôn, 885 triệu. Anh em nhìn đâu đâu nè, hoảng sợ luôn. Đây 693 cây. Wow, nhiều anh em hỏi là xe mới mua mới chạy sao bán, bởi vì thật sự với anh này là anh thích trải nghiệm. Hồi trước anh chạy chiếc Fat Boy cũng có 1000 cái cây anh bán, rồi anh chạy chiếc này cũng mấy trăm cây anh bán, anh lên xe to hơn anh em ha, cho nên là xe không có vấn đề gì hết. Đã những chiếc xe đã qua sử dụng mà khi vào trong hãng bán ra thì anh em yên tâm về chất lượng. Có bô van 2 Big Radius chống đổ nè anh em, đó cơ bản như vậy là quá đẹp rồi. Bao tay Kahuna nè, đây đó tuyệt vời. Rồi đây một chiếc Sporter S 2024 màu gray hay, xin lỗi anh em, màu Bila gray đó, màu xám, 519 triệu, dành cho anh em nào mà đang tìm kiếm một cái xe 24 Sporter S thích phong này ha. Odo thì chỉ mới có, bấm cho, 991 cây, 991 cây, full BBS, có chống đổ luôn. Xe này của khách Thiện bán cho nên là anh em yên tâm về chất lượng, Thiện biết đâu ra đâu vô ha. Và đặc biệt là ở hãng đang bán thì anh em yên tâm, Harley Davidson chính hãng bán thì uy tín, chất lượng, dịch vụ 5 sao, đến từ những người showman. Đây là chiếc Fat Boy anh em ha, Red Rock là sai rồi, để sai rồi, cái này là 909 là sai, cái này là 899. Màu đen Fat Boy màu đen, 899 triệu anh em ha. Nếu anh em thích màu đỏ, thích màu cơ bản bền màu theo thời gian, ngầu màu đen
Rồi, qua bên đây anh em ha. À, bên đây thì đằng xa kia gần như là xe bán hết rồi. Đây chỉ có cái xe lướt này, có cái xe lướt này thì đang có giá là 339 triệu, Niter 2022, chạy được xe này chạy được 4.875 cây anh em ha. Rồi ok, rồi qua đây nè camera ơi. Camera quay chiếc này đi. Lâu này là chiếc Silver ST nhưng mà phiên bản màu đen đó, anh em thấy màu đen đẹp không? Có hai màu nha, màu trắng màu đen, đen thì ngầu, màu trắng thì nhìn nó công tử, nó chất chơi, nó thể thao hơn, màu đen thì nhìn cứng cáp bụi bặm ha, ngầu. Rồi anh em ơi, qua coi chiếc này đi. Ultra Limited Tobacco Face 2024 đó. Thì nãy giờ đứng mỏi quá anh em. Ok, thì để thầy nói sơ qua cái câu chuyện về chiếc xe này. Ultra Limited Tobacco Face, anh em nghe chữ tobacco anh em tưởng thuốc lá, nhưng mà thật sự ra đây là cái màu gỗ, màu của cái dụng cụ nhạc guitar, nhạc rock trống của những ban nhạc năm 1970-80, giống như The Pink Floyd, The Beatles, The Rolling Stone. Đây là cái theme, cái sơn để ca ngợi, tôn vinh những cái ca sĩ nhạc, nghệ sĩ nhạc rock and roll. Anh em thấy cái logo hình thang này quen không? Anh em đã thấy ở đâu đó ở Sài Gòn này đúng không? Đó là Hard Rock Cafe, rock and roll, rất là máu. Và ở đây có một chi tiết rất hay, đây anh em coi nè, đây, ở đây nó có cái logo, nó giống như cái pick guitar, là cái để gãy đàn anh em, đó rất đẹp, có chữ HD, màu này rất đẹp nha, phối màu này cực kỳ đẹp. Và cái giá hiện giờ nè anh em, 1.599 triệu ha, lăn bánh chắc cũng hơn 1.6 tỷ á. Rồi vẫn còn 3 chiếc cuối cùng để giới thiệu cho anh em luôn. Đây là chiếc xe Swiss Line Sacking Blue, rất đẹp ha. Cái màu Sacking Blue này năm nay thì thấy để trên Swiss Line cũng đẹp, để trên Fastboy cũng đẹp, để ở trên Sportster S cũng đẹp. Thì nếu mà anh em nào được điều kiện sở hữu 3 chiếc luôn, một chiếc dòng nhỏ chạy phố, một chiếc Classic Fastboy và một chiếc Detour, rất đẹp. Giá là 1.399.900 anh em ha, rất là đẹp. Còn đây là CVO 2023 màu Platinum. Chiếc này 23 thì có giảm giá cho em chút xíu, ưu đãi. Đây là 2.309.900, thì có thể ưu đãi cho anh em 100 mấy chục triệu. Có, anh em thích CVO này, nó y chang như cái này thôi, form thôi, nhưng mà thật ra đây là CVO thì nó giống như CVO của 2024, nhưng mà chỉ có cái là nó không có logo 25 năm thôi. Đó, vẫn rất ok, đầy đủ 4 loa, máy 121 VVT anh em ha. Và đây, chiếc này bạn Linh bán rồi cho nên mình không giới thiệu, nhưng mà mình cũng giới thiệu cái màu. Linh dạo này vô bán touring không à, dữ lắm. Nói chứ bạn Linh là dạo này bán xe ác lắm anh em, cho nên là coi kênh của Linh xong mà nhớ qua ủng hộ thiện nha. Bạn Linh là có kênh Linh Highlight mọi người. Bây giờ mọi người xem tới đoạn này của video clip. Ok, ok. Rồi ok, rồi. Roadline màu Sacking Blue anh em ha. Rất đẹp, anh em coi thử cái màu đi. Rồi. Rồi ok. Rồi. Thì video chỉ ngắn gọn vậy thôi anh em ha. Đó, chỉ báo giá những cái xe hiện giờ đang quá hot, đang thực sự là có ưu đãi rất tốt, xe mới, xe cũ ở Harley Davidson. Anh em nào mà thích xe thì cứ liên hệ thì qua số điện thoại quen thuộc là 0902 474677 anh em ha. Và hiện tới sẽ từ ngày 23 tới 27 sẽ diễn ra sự kiện Motor Show, rất lâu rồi Việt Nam mình mới có Motor Show. Và Motor Show sẽ được tổ chức tại số 799 Nguyễn Văn Linh, cái tòa nhà SICC đó anh em, đó quận 7. Thì anh em nào mà thích thì ghé ngang qua, lúc đó sẽ trưng bày nhiều mẫu xe đẹp cho anh em. Và giá thì chắc chắn là kích xe, rất là ok anh em ha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu anh em thích video này hãy cho Thiện một like, một subscribe, để lại comment và chia sẻ video này giùm Thiện nha. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau. Yes.